mang phong độ phập phù dẫn tới liên tục thất bại ở giai đoạn cuối năm 2023. Manchester United đang bất ngờ quay trở lại với liên tiếp những kết quả khả quan trong năm mới. Dù thường xuyên khiến người hâm mộ dự khán phải đóng bỉm, nhưng điều đó không che mờ sự thật rằng đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag đã giữ mạch bất bại kể từ khi bước sang năm mới. Trong đà thăng hoa đó, Rasmus Højlund là biểu hiện rõ nét nhất trong đội hình khi liên tục nổ súng với cú đúp gần nhất vào lưới Luton Town, mang về chiến thắng cho đội nhà. Vậy nên sẽ không có gì bàn cãi nếu người hâm mộ cùng tập thể đội bóng nghĩ về một chiến thắng nữa trước Fulham, một đối thủ vừa miếng và cũng đang có phong độ không cao. Liệu rằng Quỷ Đỏ cùng Rasmus Højlund có tiếp đà thăng hoa ngay trên sân nhà hay sẽ lại là một cơn địa chấn tại Old Trafford? Việc MU giữ mạch thắng thời gian vừa qua cũng giống như ngôi đầu bảng thuộc về Arsenal hay Tottenham vậy. Tất cả đều như một con voi leo lên cành cây. Không biết bằng cách nào nó leo lên, nhưng cảm giác thực sự chênh vênh và khiến người ta chắc mầm rằng nó sẽ rơi xuống. Chiến thắng trước Luton Town ở vòng đấu trước thể hiện rõ điều này. Khi sau 10 phút ép sân có được hai bàn thắng sớm, MU đã để đội đua trụ hạng ép sân trong toàn bộ thời gian còn lại của trận đấu. Dẫu sao chúng ta cũng không thể phủ nhận hiện thực khả quan rằng MU chưa thua bất kỳ trận đấu nào kể từ khi bước sang năm mới. Họ chỉ có một trận hòa trước Tottenham và giành thắng lợi cả 6 trên tổng 7 trận đã chơi ở năm 2024. Cái ghế của thầy 10 khó cũng đang được củng cố trở lại phần nào khi Quỷ Đỏ vẫn còn nguyên cơ hội giành danh hiệu tại FA Cup và đã áp sát top 4. Hiện tại nửa đỏ thành Manchester đang có 44 điểm với quả hiệu số ôi dồi ôi là dương 1. Họ đang cách top 4 chỉ 5 điểm và mùa giải vẫn còn khá dài, nên việc chen chân vào nhóm dự Champions League mùa tới vẫn là hoàn toàn khả thi. Dĩ nhiên điều này một phần khách quan đến từ lịch thi đấu tương đối dễ thở với nhiều đối thủ vừa miếng, nhưng điều này sẽ giúp các cầu thủ MU lấy lại sự tự tin cùng cảm giác bóng trong giai đoạn tăng tốc sắp tới. Một trong những người đang thiện tốt nhất chính là Rasmus Højlund. Tiền đạo sinh năm 2003 chịu rất nhiều áp lực khi là tiền đạo của MU mang về mùa hè vừa qua để giải quyết bài toán hàng công với mức phí không hề rẻ. Bản thân tài năng người Đan Mạch cũng tỏ ra choáng ngợp khi liên tục tàng hình tại Premier League hồi đầu mùa, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi mùa giải bước vào giai đoạn lượt về. Mới đây, tiền đạo số 11 đã lập kỷ lục cầu thủ trẻ ghi bàn trong 6 trận liên tiếp tại giải đấu cao nhất nước Anh khi chỉ mới 21 tuổi 14 ngày. Anh cùng với Kobbie Mainoo đang thổi luồng sinh khí tuổi trẻ nhiệt huyết vào tập thể rệu rã, chứng lại phong độ của Quỷ Đỏ. Với phong độ đang thăng hoa, Rasmus Højlund chắc chắn sẽ đặt mục tiêu tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số trong trận đấu tới. Mục tiêu này của chân sút người Đan Mạch là hoàn toàn khả thi khi đối thủ của anh sẽ phải đối đầu đang có phong độ không cao. Fulham đang có một mùa giải về cơ bản cho đến lúc này là hài lòng. Họ xếp giữa bảng xếp hạng, tạo nên một khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng, nhưng cũng bị những đội bóng trong nhóm cạnh tranh suất đá châu Âu bỏ xa. Trong 5 trận gần nhất thì Fulham chỉ có được 1 thắng, hòa 2 và để thua 2. Thành tích nghèo nàn này xuất phát từ nhiều chấn thương nghiêm trọng của tay sân bàn Raúl Jiménez. Ngoài ra, thành tích đối đầu của Fulham trước MU cũng không tốt một chút nào. Trong 5 lần gặp nhau lần nhất, Fulham chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào, chỉ có 1 trận hòa và để thua tới 4 lần. Điều này cộng với việc phong độ không cao, không có mục tiêu phấn đấu trong mùa giải và lại thi đấu trên sân khách. Một trận hòa với Fulham lúc này là kết quả tương đối ổn và cũng khả thi hơn cả. MU mới là đội có nhiều áp lực khi thi đấu trong cuộc đụng độ này, khi họ còn hướng tới việc giành vé dự UEFA Champions League mùa tới. Họ không được phép sẩy chân vào lúc này nếu không muốn tiếp tục là tâm điểm của truyền thông, cũng như bị nhóm tranh suất dự cúp châu Âu nới rộng khoảng cách. Nỗi lo này còn thể hiện ở tình hình nhân sự nữa, khi mà trong diễn biến mới nhất, Luke Shaw dường như đã tái phát chấn thương và chắc chắn sẽ vắng mặt trong cuộc tiếp đón Fulham tới đây. Điều này khiến MU gần như chấp cánh trái khi họ không còn một hậu vệ nào tại vị trí này sau khi Tyrell Malacia cũng đang dưỡng thương. Victor Lindelof hoặc Hugo Dalot sẽ là sự lựa chọn thay thế, nhưng họ ít khi nào khiến người hâm mộ có thể yên tâm. Bên cạnh đó, Casemiro cũng đang có phong độ không cao và liên tục dính vận rủi, chịu nhiều thẻ phạt trời ơi đất hỡi, khiến Zone 14 nhiều lần bị bỏ lỏng khi phúc du trở nên nhát chân. Scott McTominay có thể coi là gà son, nhưng anh chỉ thi đấu hay khi vào sân từ bằng ghế dự bị, nên không thể là phương án thay thế tối ưu. Trước tình hình như vậy thì đội hình ra sân trong trận đấu tới của MU có thể như sau. Andre Onana là lựa chọn số 1 trong khung thành. Trước mặt anh là bộ đôi trung vệ Raphael Varane và Harry Maguire. Cánh phải là Dalot, còn cánh trái dành cho Victor Lindelof. Che chắn zone 14 là double pivot Casemiro và Kobbie Mainoo. Bruno chơi nhạc trưởng để hỗ trợ cho bộ ba đang rất vào form thời gian gần đây, Rashford, Højlund và Garnacho. Một line-up 4-2-3-1 thể hiện rõ ý đồ chơi bóng dài, rồi liên tục đảo cánh để tìm ra khoảng trống sau lưng hàng hậu vệ.
Đây hứa hẹn sẽ là miếng đánh chính của Quỷ Đỏ trong trận đấu tới. Với lợi thế sân nhà, MU sẽ tự tin tấn công phủ đầu, dâng cao đội hình để pressing nhằm sớm giành được lợi thế như trận đấu gặp Luton Town. Sự lăn xả của Højlund giúp gia tăng khả năng gây áp lực tuyến đầu. Đồng thời, kỹ năng làm tường tuyệt vời của tiền đạo sinh năm 2003 cũng sẽ giúp cho họ tạo được nhiều khoảng trống hơn cho hai người đồng đội bên phía hành lang cánh. Trong khi đó, Bruno Fernandes nếu hạn chế việc phất dài vô tội vạ và chuyên tâm cho việc chọn vị trí đón bóng trả ngược từ đáy biển thì những cơ hội nguy hiểm sẽ được mở ra nhiều hơn. Nhất là khi khả năng on ball của Manu phía dưới đang được thể hiện triệt để trong những trận đấu vừa qua để giúp giảm tải cho Bruno trong việc liên tục lùi về hỗ trợ thoát pressing. Một thế trận lấn lướt dành cho đội chủ nhà là hoàn toàn có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, nếu MU thi đấu uy tín đúng đẳng cấp của mình qua từng trận đấu thì họ đã không bị truyền thông chế giễu. Hàng phòng ngự vẫn đang là cơn đau đầu của Ten Hag khi ông không có trong tay những quân bài tốt nhất. Điều này thể hiện rõ nét ở khu vực cánh trái trong trận đấu tới. Nếu được tin tưởng ra sân ở vị trí left back, Victor Lindelof sẽ đối đầu với Cordovan Reis, một mẫu cầu thủ có sức dướn cùng thể chất rất tốt, vô cùng lắt léo và tốc độ để bứt phá đối phương ở bên phía hành lang cánh. Để tránh đội nhà bị hở sườn, Lindelof phải hết sức tập trung, đặc biệt là trong những tình huống phản công của đội bạn. Đây khả năng cao sẽ là điểm đóng then chốt quyết định xem Quỷ Đỏ có thể bảo toàn lợi thế của mình hay không, vì Fulham khoét được cánh sẽ không vui như Luton Town. Cánh trái vô cùng căng thẳng thì cánh phải cũng không kém cạnh. Dalot sẽ đối đầu với Willian, một cuộc chiến giữa sức trẻ và kinh nghiệm hứa hẹn cũng vô cùng hấp dẫn. Bởi Fulham vừa mất tiền đạo chủ lực lại phải co cụm phòng ngự thì những pha chuyển đổi trạng thái đưa bóng nhanh dài cánh sẽ là cơ hội phản kháng tuyệt vời của họ. Nhìn chung thì đây sẽ là trận đấu không quá khó khăn với các cầu thủ Manchester United nếu họ thi đấu đúng đẳng cấp của mình và phong độ như hiện tại. Bất kỳ biến số nào nơi hàng phòng ngự, đặc biệt là hai hành lang cánh đều sẽ khiến Quỷ Đỏ trả giá, nên họ cần tỉnh táo để bảo vệ lợi thế. Nếu không, dù có ghi bao nhiêu bàn, thầy trò Erik ten Hag sẽ vẫn là trò cười cho dư luận. Trước tình hình như vậy thì ekip biên tập viên Mai Anh Tài có mạnh dạn đưa ra dự đoán 2-1 như về phía MU trong trận này. Đây cũng là kết quả dự đoán mang tính chủ quan, không có tác dụng tham khảo cho anh em nào chơi thể thao mạo hiểm nhé. Liệu MU có tiếp đà thăng hoa như bao lần hay lại bắt đầu chu kỳ buộc? Tất cả sẽ được giải đáp vào lúc 22 giờ ngày 24 tháng 2 sắp tới đây.